Sự kiện Halloween hoành tráng nhất và nổi tiếng nhất Singapore là lễ hội Halloween Horror Night tại Universal Studios Singapore với chủ đề Infinite Fear, nỗi sợ hãi vô cực vừa diễn ra vào tối qua ngày 27 tháng 9. Sự kiện được dàn dựng bao gồm 4 ngôi nhà ma ám đáng sợ, 3 chương trình biểu diễn trực tiếp và 2 bãi tha ma. Các fan hâm mộ đã có những trải nghiệm đầy ám ảnh và sợ hãi, dường như sẽ không có điểm dừng qua những câu chuyện kinh dị và chuyện ma cũng như những câu chuyện trong truyền thuyết dân gian Á Châu, huyền thoại hồn ma nữ Pontianak hay căn phòng bí mật bị ám của Macaron. Đây được xem là trải nghiệm tương tác rùng rợn và kinh dị nhất từ trước đến nay tại các sự kiện Halloween Horror Night.